Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ tuyên bố sẽ trở lại sau dịch, nếu khán giả ủng hộ thật hư ra sao? Từ sau khi đăng đàn giải ngân số tiền hơn 14 tỷ quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung hồi năm ngoái, nghệ sĩ Hoài Linh dường như biến mất khỏi làng giải trí. Tất cả các tài khoản trên mạng xã hội của nam danh hài như Facebook, YouTube, TikTok đều đóng băng. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip Hoài Linh bày tỏ mong muốn sẽ quay lại showbiz sau khi hết dịch. Cụ thể, nam nghệ sĩ cho biết đang mùa dịch cho nên là tạm ngưng thôi, mai mốt mình diễn lại, game show khi nào mời lại thì mình ngồi thôi, nếu khán giả ủng hộ mình sẽ ngồi lại, nhưng chắc là ít thôi, bây giờ không ngồi nhiều được nữa rồi, ngồi nó không nổi, mệt, sức khỏe không cho phép. Theo đoạn clip, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ diễn trở lại nếu nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên, anh cho biết sức khỏe cũng có phần hạn chế nên không thể tham gia được nhiều. Đã hơn 5 tháng ẩn dật, nam nghệ sĩ không hề có bất cứ động thái gì trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, đoạn clip trên đã có từ lâu và được netizen tình cờ đào lại. Chính phủ vẫn chưa hề có thông tin xác nhận chuyện sẽ lộ diện sau ồn ào. Tôi xin gửi lời đến tất cả các ông bà, cô bác đã quan tâm, bức xúc về việc làm từ thiện của tôi vừa qua một lời xin lỗi chân thành. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi mượn clip này không phải để biện minh, mà như là một lời giải bày tâm sự đến quý vị để giải thích vì sao tôi giữ số tiền từ thiện này quá lâu như vậy, gây nhiều bức xúc, phẫn nộ. Nghệ sĩ Hoài Linh từng nói trong clip xin lỗi khán giả vì việc chậm giải ngân tiền cứu trợ.